Xin chào mọi người và các anh chị em. Đây là hai bé mèo và một bé chó được chị Hoa Hồng Đen cứu đem về trạm. Đây, một bé chó và hai bé mèo. Mình là cái người vận chuyển cứu hộ chó mèo cho bên trạm của chị Hoa Hồng Đen. Đây. Xin chào mọi người và các anh chị em. Đây là năm bé mèo ở lò mổ được chị Hoa Hồng Đen cứu đem về trạm. Tôi là người vận chuyển cứu hộ chó mèo cho trạm của chị Hoa Hồng Đen. Đây là năm bé.